could be us. So back to what I was saying. Could be us. Lưu Diệp phi mặc váy cưới động lòng người, thêm được sexy gây thương nhớ. Hình ảnh Lưu Diệp phi mặc váy cưới tiến vào lễ đường 8 năm trước khiến dân mạng phải thốt lên, thật tệ khi chú rể không phải là tôi. Mới đây, mạng xã hội Weibo Trung Quốc bất ngờ chia sẻ lại loạt ảnh trong tạo hình cô dâu của Lưu Diệp Phi trong bộ phim Lộ Thủy Hồng Nhan năm 2014. Ngay lập tức, nhan sắc Lưu Diệp Phi trở thành đề tài bàn luận rôm rã. Đa số đều đứng ngồi không yên vì nữ diễn viên sinh năm 1987 quá xinh đẹp. Thời điểm đó, thần tiên tỷ tỷ 27 tuổi, nhưng nhìn như mới 20, với đường nét thanh tú, làn da trắng sứ và gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Chiếc váy cưới cúp ngực giúp mỹ nhân tứ đại danh bổ khoe bờ vai nuột nà, tinh tế cùng thêm ngực gợi cảm khó cưỡng. Khăn voan đội đầu trong suốt mang đến cảm giác thanh tao, thoát tục. Khoảnh khắc cô dâu Lưu Diệp Phi mặc váy cưới tiến vào lễ đường rung động lòng người đến mức không ít người hâm mộ phải thốt lên, thật tệ khi chú rể không phải là tôi. Trước đó không lâu, dân mạng cũng đào lại những hình ảnh Lưu Diệp Phi hóa nữ thần Kim Ân năm 19 tuổi. Khác với vẻ tinh khôi trong bộ váy cưới, Lưu Diệp Phi thời điểm đó rực rỡ và kiêu sa. Hiện tại, ở tuổi 35, Lưu Diệp Phi vẫn giữ vững phong độ nhan sắc. Có thời điểm, cô gặp vấn đề về cân nặng nhưng nhanh chóng giảm cân thành công, lấy lại được ngoại hình trước đây. Cô sắp tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim cổ trang Mộng Hoa Lục. Thời gian trước, những hình ảnh chụp cô trên phim trường nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Ảnh chụp chất lượng kém nhưng đủ để thấy gương mặt rạng rỡ, trẻ trung và làn da trắng không tì vết của mỹ nhân họ Lưu. Nụ cười hở lợi vốn là khuyết điểm cũng trở nên đáng yêu. Ngoại hình không tuổi giúp Lưu Diệp Phi dễ dàng nhập vai cô gái tuổi 18, đôi 10.